hot, Linh Ka Sắc nhận chia tay Will 365, thách thức Cam Thường. Kim Ji Won gây náo loạn với giao diện mới tại Trung Quốc. Nam thần hút nhất anh trai say hay là ai? Thêm một người nữa gia nhập hội làm đẹp tuổi xế chiều. Những mỹ nhân từng bị bạn trai cắm sừng. Chào mừng các bạn đến với bản tin tối của ống kính hậu trường. Sau đây, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức hot trong ngày. Hot, Linh Ka Sắc nhận chia tay Will 365. Cặp đôi đường ai nấy đi sau nhiều năm hẹn hò bí mật. Linh Ka và Will đều là những gương mặt có vi rùa xịn sò, được netizen quan tâm. Đặc biệt hơn, cả hai có thông tin hẹn hò từ nhiều năm nay. Dù không xác nhận mối quan hệ nhưng cặp đôi không ngại xuất hiện chung khung hình, thoải mái tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên thời gian gần đây, Linh Ka và Will vướng nghi vấn đã chia tay trong âm thầm. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là cả hai không còn theo dõi đối phương trên Instagram. Bên cạnh đó, lần cuối cùng Will nhắc đến Linh Ka là từ cuối tháng 3 năm 2024 khi giới thiệu một dự án âm nhạc của cô nàng. Liên hệ với đại diện của Linh Ka, người này xác nhận mối quan hệ của Will và Linh Ka đã dừng lại, hiện Linh Ka đang tập trung vào công việc. Đây cũng là lần đầu tiên một trong hai bên làm rõ mối quan hệ của cặp đôi. Linh Ka và Will bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2019. Khi đó hot girl mới 17 tuổi. Đầu tiên là vào tháng 7 năm 2019, cặp đôi được phát hiện cùng check-in tại Singapore. Đến tháng 9 năm 2019, cặp đôi lọt vào ống kính tim. Thách thức Cam Thường, Kim Ji Won gây náo loạn với giao diện mới tại Trung Quốc. Xuất hiện tới đâu là fan vây kín tới đó. Lần xuất hiện mới nhất ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc để tham dự khai trương The Obody Que, nữ diễn viên gây sốt với tạo hình mới lạ đầy cuốn hút. Điểm nhấn chính là mái tóc, cô lựa chọn để tóc mái ép thẳng cá tính và outfit full đen kín đáo nhưng vẫn sexy khi tôn chọn đường nét cơ thể. Khác hẳn với những tạo hình công chúa kẹo ngoặt trước đó, lần này nữ hoàng nước mắt gây ấn tượng vì có một chút táo bạo nhưng vẫn vô cùng sắc nét. Lúc ngọt ngào, lúc lại sang chảnh vô đối, nữ thần thế hệ mới này dường như phù hợp với mọi style khác nhau. Nổi rầm rộ sau bộ phim Queen of Tears với tạo hình nữ chính cool ngầu không có gì ngoài tiền, Kim Ji Won ngoài lời cũng như từ phim bước ra vì vô cùng xinh đẹp khiến người hâm mộ liên tục phải trầm trồ, không gói gọn mình trong một khuôn khổ hình tượng, người đẹp luôn biết cách làm mới mình với vẻ ngoài linh hoạt và thường xuyên được update tại các sự kiện khác nhau. Và điều không thay đổi là dù ở đâu cô vẫn thu hút một lượng fan cực lớn vây kín các địa điểm diễn ra sự kiện. Theo cập nhật của truyền thông Đài Loan, trước khi nhân vật chính xuất hiện đã có rất nhiều người hâm mộ ở ngoài nơi sự kiện diễn ra và kiên nhẫn chờ đợi cô ấy. Có thể thấy sự xinh. Nam thần hút nhất anh trai say hay là ai? Tưởng không hút, ai ngờ lại hút không tưởng. Anh trai say hay quy tụ gần 30 sao nam đình đám của showbiz Việt không những có tài năng về nghệ thuật, các anh trai còn sở hữu những vẻ đẹp khó cưỡng. Anh Tú Atus là một trong những gương mặt nổi bật nhất của anh trai say hay khi chương trình bắt đầu lên sóng. Nam ca sĩ không chỉ là nhóm trưởng của Liên Quân 2 mà anh còn sở hữu số điểm cá nhân cao nhất. Khi tham gia chương trình, anh Tú nổi bần bật giữa dàn anh trai nhờ gương mặt đẹp được ví như nam thần Hàn Quốc. Trong tập 2 vừa qua, khi các máy quay của chương trình chiếu hình anh, cả khán phòng cũng phải trầm trồ vì vi rùa sáng bần bật của chồng Diệu Nhi. Điều thứ hai là nam rapper được chú ý sau chương trình King of Rap. Nhờ lượng fan đông đảo, nam rapper dễ dàng gây nhiều chú ý khi được công bố là một trong 30 anh trai sẽ góp mặt trong chương trình. Nhờ lợi thế ngoại hình, điều thứ hai còn nổi tiếng chiều lòng fan bằng những câu thả thính ngọt như đường. Nam rapper được ví là một trong những anh trai của vi rùa chuẩn nhóm nhạc của show. Vượt mặt Song Luân và Isaac, Hải Đăng Lu là cái tên được chú ý nhiều nhất sau khi tập 2 vừa lên sóng. Nam ca sĩ sinh năm 2000 là nhân tố mới gây được khá nhiều thiện cảm cho khán giả nhờ vào độ lễ phép, hiền lành và hòa đồng với đồng nghiệp. Trong tập 2, anh chàng trình diễn ca khúc hút cùng Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương. Sau màn trình diễn, nam ca sĩ gây sốt trên mạng xã hội vì sở hữu vi rùa sáng ngờ, trình diễn cuốn hút. Dù gặp chấn thương băng bó một tay nhưng Hải Đăng Du vẫn nhận được đông đảo lời khen từ công chúng. Nhiều khán giả còn hài hước cho rằng dù anh đang chỉ có một tay mà anh đã hút như vậy thì bình phục rồi, ai chịu nổi. Còn các bạn nghĩ như thế nào, hãy để lại bình luận cho mình biết nam thần của bạn là ai nhé. Thêm một người nữa gia nhập hội làm đẹp tuổi xế chiều, danh ca Ngọc Sơn thẩm mỹ khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh danh ca Ngọc Sơn tại một địa điểm tân trang nhan sắc. Theo đó, giọng ca tình cha đã thực hiện mở cung môi, phun hồng môi và xăm chân mày tại cơ sở thẩm mỹ. Sau khi hoàn thành các công đoạn, danh ca Ngọc Sơn bày tỏ sự hài lòng trước diện mạo mới của mình. Quá trình Ngọc Sơn trùng tu nhan sắc ở tuổi U6 không khiến netizen bàn luận không ngớt. Nhiều người nhận xét diện mạo mới của nam danh ca trông tươi trẻ nhưng lại lạ lẫm, nhìn không quen. Bên cạnh một số ý kiến ủng hộ thì bộ phận cư dân mạng khác lại bày tỏ sự khó hiểu trước quyết định thẩm mỹ ở tuổi xế chiều của danh ca Ngọc Sơn, diện mạo trước đây của anh vốn đã rất phong độ. Ngọc Sơn được biết đến là ông hoàng nhạc xến, những bài hát gắn liền với tên tuổi của nam danh ca có thể kể đến như Tình Cha, Vầng Trăng Cô Đơn. Vài năm trở lại đây, khán giả nhìn thấy nam ca sĩ hoạt động nghệ thuật tích cực. Sau nhiều năm ca hát, Ngọc Sơn sở hữu khối tài sản khủng. Nam danh ca hiện sống trong căn biệt thự sát vàng nằm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù sung túc nhưng nam nghệ sĩ có lối sống giản dị, bình dân. Hiện ở tuổi U60, Ngọc Sơn cho biết mình chọn lối sống lành mạnh để giữ sức khỏe.
Không chỉ tham gia game show truyền hình, Ngọc Sơn còn nhận lời đi diễn ở các tỉnh thành. Trước danh ca Ngọc Sơn, đạo diễn Lê Hoàng và MC Thanh Bạch cũng từng gây chú ý khi công khai thẩm mỹ ở độ tuổi U70. Các nam nghệ sĩ cũng can thiệp thẩm mỹ ở chân mày và môi. Những hình ảnh hậu tân trang nhan sắc của đạo diễn Lê Hoàng và MC Thanh Bạch cũng từng khiến cư dân mạng bình luận trái chiều. Những mỹ nhân từng bị bạn trai cắm sừng, nay lại có tình yêu hạnh phúc. Từng bị người cũ phản bội, nay dù dịch cưới, hạnh phúc bên nửa kia. Thái Trinh. Ngày 24 tháng 6, Thái Trinh và chồng sắp cưới tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng cô dâu ở Thái Bình. Sau nửa năm thông báo được cầu hôn, nữ ca sĩ vẫn giấu kín danh tính chú rể. Loạt ảnh được cô và bạn bè chia sẻ chủ yếu là ảnh cô dâu, không gian tiệc cưới. Trong lễ ăn hỏi, Thái Trinh diện áo dài đỏ truyền thống. Nữ ca sĩ trang điểm rạng rỡ, đầu đội vòng hoa đơn giản, tinh tế. Lễ ăn hỏi của Thái Trinh được tổ chức riêng tư, chỉ có hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết tham gia. Thái Trinh công khai có bạn trai dịp đầu năm, sau khi nhận lời cầu hôn, nữ ca sĩ khoe ảnh mang nhẫn ở ngón áp út vào ngày giao thừa Tết Dương lịch, kèm bình luận, kịp KPI. Trong một cuộc phỏng vấn, Thái Trinh nói cô thấy an toàn khi được ở cạnh người yêu, may mắn vì luôn được bạn trai ủng hộ công việc. Trước khi lên xe hoa với bạn trai, Thái Trinh từng có mối tình ồn ào với biên dạo Quang Đăng. Trong khoảng 2 năm hẹn hò với Quang Đăng, Thái Trinh gần như không hoạt động âm nhạc bởi nữ ca sĩ cho biết cuộc sống của cô lúc đó chỉ xoay quanh người mình yêu. Khi chia tay, giọng ca sinh năm 1993 cho biết cô hối hận khi mình quên mất bản thân mà chỉ sống cho người yêu lúc đó. Tháng 4 năm 2019, sau 2 năm yêu đương, cặp đôi âm thầm chia tay. Trong thời gian này, Thái Trinh đã có một khoảng thời gian rất buồn và suy sụp tinh thần. Vài tháng sau khi chia tay, nữ ca sĩ mới lên trang cá nhân viết đôi dòng như một lời công khai đường ai nấy đi. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm 2019, Thái Trinh cho biết cô hận Quang Đăng sau khi chia tay anh. Có thông tin cho rằng Quang Đăng và Thái Trinh chia tay vì nam vũ công ngoại tình. Tuy nhiên, Thái Trinh không trả lời thẳng báo giới về chuyện đó vì cho rằng mọi chuyện đã khép lại. Sau đó, showbiz Việt lại dậy sóng với thông tin lý do Quang Đăng và Thái Trinh chia tay là vì nam vũ công có quan hệ tình cảm với huấn luyện viên fitness Hana Giang Anh. Khi được hỏi về tin đồn này, Thái Trinh chua chát nói, chuyện của anh ta và cô ấy có hay không thì tôi làm sao mà biết. Nếu người ta đã nói không thì mình tin vậy đi vì tôi cũng không còn quan tâm. Gạt được cả thế gian cũng không lừa dối được chính bản thân và tòa án lương tâm, vì trời đất biết hết cả đấy. Mizu. Vào ngày 23 tháng 6, Mizu và thiếu gia Minh Đạt đã tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng. Trong ngày trọng đại, cả hai diện áo dài đỏ, cùng nhau thực hiện những nghi thức đánh dấu ngày về chung một nhà. Đẳng cấp hào môn trong lễ vu quy của Mizu và Minh Đạt thể hiện qua loạt chi tiết như bộ sưu tập áo dài với tổng giá trị lên đến gần 300 triệu Việt Nam đồng. Ngoài ra, Minh Đạt chuẩn bị 14 trác sính lễ được đính kết hoa tươi. Dàn bê trác và khách mời cho hôn lễ của Mizu đều được di chuyển trên những chiếc xe sang xịn như limousine, Maybach, Mercedes. Được biết sau lễ vu quy, Mizu và Minh Đạt sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 29 tháng 6 tại một trung tâm sự kiện, hội nghị sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đi đến hôn nhân viên mãn với thiếu gia Minh Đạt, chuyện tình yêu của thiếu gia Phan Thành và người đẹp Mizu từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Cứ ngỡ cặp đôi sẽ có một cái kết có hậu nhưng phút 89 lại đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Được biết, cuối tháng 12 năm 2014, sau 2 năm hẹn hò, người đẹp sinh năm 1989 đã bí mật đính hôn với bạn trai và quyết định ở ẩn, rút lui khỏi showbiz để về làm dâu hào môn. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm 2015, ồn ào nổ ra khi hàng loạt tin nhắn tình cảm, tán tỉnh được cho là của Phan Thành với một cô nàng hot girl 17 tuổi bị do gì trên mạng xã hội. Từ đó, nhiều thông tin cho rằng Mizu đã từ hôn dù chỉ còn cách ngày cưới 3 tháng. Đến tháng 3 đến tháng 4 năm 2016, cả hai lần lượt xác nhận độc thân và đã không còn là của nhau. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.